16 tuổi đi tán gái rồi. Thế bọn cháu vừa ở cái làng đấy ra đúng không? Trong đấy có gái để tán được không? Có. Có à? Ừ, thì anh vào làng em, anh là bạn của em, anh đến đây chơi. Thì nếu anh về nhà em thì em nấu cơm rồi thịt cho anh ăn. Ui, thịt cho anh ăn luôn á? Ừ. Thịt con gì? Con dê à? Ừ, con gà. Con gà. Ừ đấy, đấy, đấy là tình bạn đẹp rồi đấy. À. Chắc chưa, để anh còn biết đường anh ở lại. Thì ở lại đi, ở thôi. Thì ở lại ở thôi á? Ừ. Chả có tí nhiệt tình nào đây. Ừ thôi đi tắm đi. Tắm xinh một tí gặp nhau nhá. Ơ ếch ếch. Ây da. Mình mới đang là bạn thôi nhá. Mình mới đang là bạn thôi nhá. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Trao đang có mặt tại xã Co Mạ thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. À, hành trình khám phá buổi chiều ngày hôm nay thì Trao sẽ đi chinh phục một ngôi làng của đồng bào người Mông, một ngôi làng biệt lập. Mình cũng có thể đoán đó là ngôi làng của người Mông thôi, bởi vì là ở những cái vùng mà nó khó tiếp cận thì chỉ có duy nhất là người Mông là họ có thể tới và sinh sống được. Khi mà quan sát trên cao thì Trao cũng thấy là chỉ có duy nhất một con đường độc đạo đi vào thôi. Đi đâu ơi? Đi chơi á? Đi chơi là đi chơi ở đâu? Có mạng đi tán gái hay đi làm gì? Đi tán gái á? Bọn cháu mấy tuổi mà đi tán gái rồi? 16 tuổi đi tán gái rồi á? Thế là đang tán hay là yêu rồi? Đi tìm thôi. Bây giờ đi tìm á? Đi tìm kiểu gì cho chú đi với? Hả? Hả? Bọn cháu còn đi học không? Có. À vẫn đi học à? Vâng. 16 tuổi đi tán gái rồi. Thế bọn cháu vừa ở cái làng đấy ra đúng không? Trong đấy có gái để tán được không? Có. Có à? Vâng. Thế sao không tán gái ở làng mà đi làng khác tán? Trong bản thì ngại lắm. Trong bản ngại á? Vâng. Thế à? Trong bản lại ngại, ra bản khác thì không ngại. À, đấy các bạn ạ, 16 tuổi thôi mà đã đi tán gái rồi. Vì sao? Bởi vì thấy ăn mặc rất là đẹp như này, rất phong cách như này, chắc chắn là chỉ có đi chơi và đi tán gái thôi. Anh ở đâu dãi? Anh ở đâu ra? Anh ở xa lắm, cũng đang đi tìm vợ đây. Thôi được rồi, đi đi. Nhưng mà tập trung học đi, yêu đương ít thôi nhá. Ừ. À, bây giờ anh xuống bản chơi. 16 tuổi các em đã biết đi tán gái rồi. Thế mà tôi nghĩ rằng là nhiều bạn đang xem video bây giờ ấy, có khi là chưa có người yêu. Đây 16 tuổi mà người ta đã đi tán gái rồi, mà chắc chắn là phải có mục tiêu thì mới đi nhá, còn không phải là đi tán kiểu như là mình cứ đi vô định đâu. Đội đấy là nó phải có chiến thuật, có mục tiêu hết đấy. Và cái ngôi làng biệt lập mà Trao chuẩn bị tới thì xung quanh nó cũng rất nhiều những quả núi cao, rất nhiều những quả đồi, mọi người đang dọn cỏ để chuẩn bị cho một vụ trồng trọt mới. Mình chưa biết là mọi người đang trồng cái gì. Cha cũng phải lựa chọn cái thời điểm mà nó hơi muộn muộn một chút. Bây giờ đã là khoảng 4 rưỡi chiều rồi, thì hy vọng là chúng ta sẽ gặp gỡ được nhiều người dân hơn. À chà, trông có vẻ như là sẽ đi bộ rất là xa đấy. Nhìn thì thấy cái làng ở phía bên kia rồi. Nói chung là người Mông là một trong những dân tộc vùng cao mà có cái cuộc sống Trang nghĩ rằng là còn nhiều cái vất vả nhất. Từ chỗ lựa chọn làm nhà cửa, đến đường đi lại, rồi đến phương án kinh tế, rồi đến học hành của trẻ nhỏ, rồi tiếp cận y tế, mọi thứ. Nói chung là nó đều có những cái gì đấy còn khó khăn hơn rất nhiều những đồng bào dân tộc khác. Nhưng mà để so sánh với những người Mông ở những cái tỉnh khác thì người Mông Sơn La cũng là những người Mông mà có đời sống kinh tế rất là tốt rồi. Thậm chí là mình đã từng đi những bản làng mà họ rất là giàu luôn, rất giàu có luôn, mà ô tô chạy đầy đường luôn. Có
còn ngày mai thì không biết là cái ngôi làng mà chúng ta tiếp cận bằng phương thức đi bộ thì nó sẽ như thế nào. Chào anh. Vâng. Em đi vào bản Mông dưới này. Vâng. Anh là người Thái, người Mông? À, người Mông à? Sao nhà anh lại ở xa mọi người thế? À, trang trại à? Thế nhà mình ở đâu? À, bên bản khác à? Nhà có xe máy không? Cho mượn cái xe máy được không? À, đi làm bây giờ à? Ok. Hỏi vui thế thôi, nhưng mà nếu mà đi cái xe này thì chắc là mình cũng không lái được, hoặc là sẽ lái kiểu hơi gượng gạo ấy. Một anh chàng người Mông đi làm trang trại nha. Ai chà chà, có vẻ như là đời sống kinh tế của mọi người đây cũng có rất nhiều màu sắc đây. Bây giờ thì mình gặp thêm những người dân họ đi về thì phải. Chào anh. Ê, từ từ. Đi đâu về đây? Đi vẫy chim á? À? Nhà mình ở đâu? À, bản trong này đấy à? Cho mình đi nhờ được không? Đi được. Đi được à? Bẫy được nhiều chim không? Được 2 con nhỉ. Chim gì ấy? Chào màu. À, chả màu đấy à? Nhưng bẫy về chơi hay để bán? Bẫy về chơi, mua cũng bán. À, mua cũng bán à? Vâng. Con này thì bao nhiêu? Con này? Ừ. 300-400 300-400 một con cả? Vâng. Thế là một lần đi bẫy thì được bao nhiêu con? Một lần thì có được 2 con thôi. Thế một tháng thì đi bẫy bao nhiêu lần? Thì một tháng thì đi 2-3 lần thôi. 2-3 lần à? Ờ. Chết rồi. Bán đi anh ạ. À. Thế em, mình tên là gì đây? Em tên là Phương. Phương à? Vừa Phương. Vừa Phương à, thế tí mình vào trong đấy mình tìm nhà Phương nhá. À, nhà em nhà đồ trên cuối cùng kia kìa. À, đồ cuối cùng trong làng này à? Vâng. Ok. Rồi thế cứ Phương về trước nhá. Vâng. Thôi, không đi nhờ nữa, tự đi bộ nó mới sướng chân. Có vẻ như là cậu em này giao tiếp tiếng phổ thông cũng tốt. Đây này, tôi đang không biết là mọi người sẽ trồng cái gì ở đây. Sẽ đi nhanh hơn một chút để xem là sẽ gặp những người dân họ bắt đầu đi nương về không. À, có cả đường bê tông này, nhỏ nhỏ thôi. Thời điểm này cũng đang là mùa của hoa sơn tra và mùa của hoa ban. Thì đây chính là cây sơn tra này mọi người này. Hoa nó cũng có màu trắng. À, hoa sơn tra thì nó còn có một cái tên gọi bình dân hơn một chút nữa là hoa táo mèo. À, có một cái món mà cũng rất nổi tiếng từ những quả sơn tra, đó là rượu táo mèo. Đó, thì đây chính là những bông hoa sơn tra này. Màu trắng nó cũng rất là đẹp, chỉ một thời gian nữa thôi thì nó sẽ kết quả. Và khoảng vài tháng nữa thì những bình rượu táo mèo mới cũng sẽ được mọi người ngâm để uống. Tôi đã tiếp cận được một ngôi nhà đầu tiên, nhưng một ngôi nhà này thì lại sống khá là xa cộng đồng phía bên trong. Thấy một vài dấu hiệu của những người dân họ bắt đầu đi làm về. Phải lựa chọn thời điểm, biết là đi có thể là sẽ tối sẽ muộn, nhưng mà mong muốn của mình là gặp được người là mình sẽ phải canh giờ, căn giờ. Đây, chật chà. Đang đóng cửa rồi, nhưng có vẻ như là nhà cửa của họ cũng rất là khang trang đây. Những người Mông ở những khu vực miền núi phía Bắc thì mình cũng để ý là thường họ cũng đi theo đạo rất là nhiều, và chủ yếu đạo Tin Lành. À, có
6 người. Mà làm sao đuổi kịp được ta? Bà Mi Chi à, Tí Lờ ơi, Mi Tu ơi, Mi Tu ơi, Bà Mi Chi, Tí Lờ ơi, Mi Sai ơi, Bà Mi Chi à. Chẳng biết là trai hay gái hay là chú hay là anh nữa. Bà Mi Chi. Thanh niên cầm súng hơi chắc lại đi bắn chim rồi. Có vẻ như ở đây mọi người rất là thích săn bắt chim thì phải. À, hóa ra là con gái à. Chào em nhá. Xin chào nhá. Đi chăn dê à? Hả? Em tên là gì? Em tên Hoa. Hoa à? Mấy tuổi rồi? 16, gần 17. À, gần 17 tuổi ra. Lấy chồng nhá? Chưa. Chưa à? Dạ, con đi học không? Không, từ không. Nhỏ đến lớn chưa học hết. À, từ nhỏ đến lớn chưa đi học lần nào á? Vâng ạ. Thế sao nói tiếng Kinh tốt nhở? Học ở đâu đấy? Học ở Co Mạ. À, học ở Co Mạ à? À, Hoa 16 sang 17. Nhà nuôi nhiều dê không? Có. Có à? Anh hỏi xíu là mấy cái đồi này mọi người trồng gì đấy? Mấy cái đồi xung quanh làng mình này, trồng cây gì đấy? Người ta trồng cái gì? Người ta trồng cái gì? Cái gì người ta trồng cái gì lại cười, người ta trồng cái gì? Thì người ta trồng mình có biết đâu. Em nhà đây mà em không biết á? Ừ thì ở đây thôi mà. À, thế nương của em thì em trồng cái gì? Nhóm của em ấy, em trồng quả xoài. Quả xoài. Gì nữa? Hết rồi. Hết rồi. À, thế cũng không biết là mấy khoanh đường ở phía bên kia người ta trồng cái gì? Ừ, không biết. Ở đây thôi nhưng mà chưa đi đếm ấy. À, chưa đi đến đấy bao giờ? Vâng. Cũng không phải nương của hàng xóm của nhà mình nhỉ? Vâng. Ừ, đi. Đi về đi. Cho anh về nhà với nhá, được không? Được à? Hoa... chăn là một đàn dê. Thế ngày nào cũng lùa dê ra xong rồi lùa dê về à? Vâng. Cho nó ăn no à? Thế nhá. Sao cứ cười đây? Thế ạ, ở đây thì bán dê một cân bao nhiêu tiền? Dê hơi ấy. Không biết nhưng mà người ta đem bán mua dê thì bố bán thì không biết. Bố bán thôi à? Vâng. Em không biết à? Vâng. Nhưng bố có chia tiền cho em không? Không. Không á? Thế tiền là bố lại cất đi à? Không cho em tiêu à? Em không xin tí nào à? Không. À. Đấy là tiền của bố mẹ chứ. À, đấy là tiền của mẹ, đúng rồi. Mình vẫn đang ở cùng bố mẹ mà, đúng không? Ừ, mình có phải làm thuê cho bố mẹ đâu, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ờ, thế em bỏ dê trên đồi à? Ừ thì tí dê biết về mà. À, dê nó tự về được á? Ừ. Ờ, thế kê. Đây, em Hoa em mới bỏ dê ở trên đồi rồi. Thế đợi anh một xíu đã. Tôi đã làm quen được em Hoa rồi, thật là may mắn. Thế cái làng mình có khoảng bao nhiêu ngôi nhà em có biết không? Ừ, tầm 40 mấy. 40 mấy hộ à? Ừ. Ờ, còn nhiều trai xinh gái đẹp không? Có nhiều chứ. Có nhiều à? Ừ. Thế em là xếp vào... một trong những trai xinh gái đẹp của làng rồi đúng không? Phải không? Ừ. Ừ, đúng rồi. Nào, để xem nào. Giờ chúng ta đã đi vào bên trong ngôi làng rồi. Em có gì giới thiệu với anh về nơi sinh sống của mình không? Hả? Nào, anh đang chờ này. Sao lại cười? Ừ, tại ngại quá ấy. Ngại á? Coi như mình là bạn bè đi nhỉ. Nào, thế bây giờ bạn đến chơi nhà thì bạn Hoa sẽ định làm như nào nào? Ừ. Ví dụ như anh về nhà em á? Ừ, thì anh vào làng em, anh là bạn của em, anh đến đây chơi. Thì nếu anh về nhà em thì em nấu cơm rồi thì
cho anh ăn. Ui, thịt cho anh ăn luôn á? Ừ. Thịt con gì? Con dê à? Ừ, con gà. Con gà. À, ừ đấy, đấy, đấy là tình bạn đẹp rồi đấy. À. Đi, rồi đi, đi. Anh chơi em xíu thôi, thì ở đây thì Trao thấy là ở đầu làng có một cái sân nhỏ nhưng không thấy trẻ con ra chơi nhỉ? Trẻ con kia rồi. À, kia trẻ con kia rồi. Chào cô ạ. Nào. Chào em bé. Ô đây đây đây, đợi anh một xíu, anh xem hai thằng này nó có cái gì đây. Hai thằng đi bán gà. Thế bế gà đi đâu ơi? Từ chú hỏi. Này thằng kia. Bế gà đi đâu ơi? Hả? À? Cháu bế gà đi đâu ơi? Hả? À? Sao bế gà lại có cái dây thòi lòi như này? Bế gà đi bán cho chú nhá. Không bán là thế bế gà đi làm gì? À bế gà đi chơi á? À, gà cảnh đúng không? Ra đây chú hỏi em nào. Cháu tên là gì? Hả? Ừ? Ơ, à, Hoa anh hỏi tí. Ở lưng cháu ấy có dán cái này, đây là cái gì đấy? Đâu? Đây cho chú xem này, cái này này. Cái này là cái gì? À, tại người ta làm cúng ấy, xong là người ta lấy cái đấy ra làm cái gì đấy, chẳng biết nói. Trên lưng thằng bé có dán một cái hình thì... nhân. Đó. Tiếng Kinh thì không biết nói, chỉ biết nói tiếng Mông thôi mà. À, thế à? Ừ. Đấy, mới thằng bé một con gà chạy tót rồi, nói cho là. Thế các cháu ở đây là, ở đây trường có trường học không? Có. Các bạn mình có trường học không? Không có. Không có trường à? Thế trường thì phải đi học ở đâu? Học trên có mạ thôi. À, đi học xa à? Ừ. Trẻ con không có trường mầm non à? Có trường mầm non không? Không. Không à? Ờ. Nhưng mà có vẻ như buổi chiều cũng chưa đông vui lắm nhỉ? Đây là một ngôi làng mà nó nằm ở trên một cái quả đồi các bạn ạ. Và khi mà vào trong thì mình thấy cũng khá là bằng phẳng. Nhà em Hoa ở đâu nào? Nhà em cái đỏ đỏ trên kia ấy. À, tít đỏ đỏ trên kia cả. Ừ. Anh trai của em tên là Phương đúng không? Ừ, đúng rồi. À, sao anh biết? Anh vừa gặp ngoài kia rồi. Ừ. Ui, ở đây mọi người làm gì này? À, đang chặt cây à? Chặt cây. Chà. Xin chào. Ờ, à, chào mọi người. Ờ, à, chào anh nhá. Linh tú chết rồi. Nhớ rồng ơi. Ôi dồi ôi, đông thiếu nhi này, chào mấy đứa nhá. Các con có gì đây? À bây giờ bọn nó vẫn chơi cù, hết Tết rồi vẫn chơi cù à? Một gia đình đang chặt cây cảnh thì phải. Trẻ con ở đây được đi học hết không? Học rồi. Ôi ôi dồi ôi. Được tới trường hết gì? Bọn nó cũng đang khá là tò mò cái chuyện chặt cây này nè. Bỏ qua sự xuất hiện của mình luôn. Hai thằng bế gà nó cũng đuổi theo đây này. Đấy, thấy mình phát nó lại bắt đầu chạy đi rồi. Bế gà chạy tót đi. Bọn anh hỏi đi, bọn nuôi gà cảnh đúng không? Mấy đứa kia là nuôi gà cảnh thôi đúng không? Ừ, không phải là nó bế đi bán đâu gì. À, làm chơi thôi đúng không? À, đấy nhưng mà cứ thấy chú là chạy. Xem nào. Ăn kẹo không mấy đứa? Nếu mà nó sốt tha à? Nó tha không? Chết rồi. Người lạ hỏi chả nói câu gì này. Đây, đây, đây. Đằng nào mà bây giờ cũng muộn muộn. Có tí bánh kẹo. Chả biết là các cháu có thích ăn bánh kẹo hay không. Nè. Cầm lấy. Đấy, cầm để chia nhau nhá. Ừ. Đây, mấy đứa cầm để chia nhau. Đứa nào lớn tuổi nhất thì chia cho các em nhá. Nè. Bởi vì là đông quá chú không cho mỗi đứa một gói được. Xé ra xong chia nhau nhá. Ừ, đó. Đúng rồi, mình phanh ra mình chia nhau. Ừ. Thôi, ăn của ngon mỗi đứa một tí vậy. Đi. À, trong này cũng có điện rồi đúng không? Có à. Có sóng chưa? Có. Sóng điện thoại có không? Có. À, sóng 4G căng nét này. À, xem nào, một cái buổi chiều thì cuộc sống ở đây nó sẽ diễn ra như nào.
Ồ, đông vui thế này cơ. Đây, mấy cô bé đang hái mận ăn. Đứa thì trèo trên cây này. Cây mận rất là to này. Thôi, tí nữa ra ấy với các cháu sau. Một chị gái thì đang giặt quần áo. Chào chị nhá. À, chào chị. Ở đây à, mọi người cũng có những cái bể để chứa nước này. Dạ, bác ở bây giờ không chó. Đâu, tới nhà em chưa? Tới rồi. À. Bây giờ không chó. Con chào bà. Con chào ông ạ. Dạ. Hai ông bà đang băm cây rau cho lợn. Ơ, có cái này có được vào nhà không? Có cái này này. Cái này này. Có, vào được mà. À, không sao đâu, có gì. Ờ, đi. Con chào ông bà. Dạ. Nhà em này à? Nhà em trên kia. Ờ, thế đi, đi về nhà em nữa chứ. Anh tưởng đây là nhà em. Đây là nhà của ông bà. À, nhà ông bà. À, mình có thể có một chút cảm nhận là nhà cửa ở đây mọi người làm rất là tốt. Ồ, lại gặp nhau rồi. Cứ tưởng là không có duyên cơ. Gặp cả anh trai, gặp cả em gái luôn. Ở đây, cái chỗ mà cậu em cậu nuôi chim. Em đang làm gì đây? À, đang làm cám cho chim ăn nè. Ừ. Đấy. Cô gái này có vẻ là rất là hiếu khách này. Thế em lấy vợ chưa? Em lấy rồi. À, lấy vợ rồi à? Ồ. Một chàng trai đam mê chim cò. Thế vợ có chơi chim không? Vợ không chơi. À, mỗi chồng chơi chim này à? Vợ không chơi chim. Như là chơi chim này vợ có mắng không? Không. À, vợ cho chơi à? Ôi, cậu em cởi áo ra lực lưỡng phết. Trông rất là rắn giỏi ấy. Đi cả ngày luôn à? Mệt hết cả người mới được hai con chim. Con cua đi mà con cua không bẫy được, hôm nay lại tiếp tục đi thì mới được. À, hôm nay tiếp tục bẫy mới được. Vâng. Ừ. Bố mẹ ở nhà không? Không, vào nhà đi. À, bố mẹ đi giúp em cậu dựng nhà rồi. Vâng. Đấy. Wow, nhà em hơi bị đẹp đấy. Bình thường. Ừ. Thế nhưng mà sao ngày xưa bố mẹ không cho đi học? Thì có biết đâu. Sao lại không biết? Ý là tại sao ấy? Thì bố mẹ bảo là con gái thì ở nhà làm nương thôi. Ờ. Thế là mình cũng ở nhà làm nương luôn. Ừ. Ừ, thế anh trai còn đi học không? Anh trai đi hai đứa. Hai đứa anh trai đều được đi học. Ừ. Ừ, đấy, các bạn thấy không? Những bạn gái người Mông thường rất là thiệt thòi hơn những bạn trai rất là nhiều. Vì bố mẹ thường ưu tiên con trai ấy nhỉ? Con gái là cứ ở nhà làm nương thôi. Học xong thì cũng lấy chồng ấy, kiểu như vậy. Ờ, trong bếp có gì đây? À, luộc đu đủ à? Canh đu đủ à? Ờ. Này, nhà em ấy, anh thấy anh rất là thích ấy. Nhà cũng đẹp mà bếp núc cũng rất là gọn gàng ấy. Một tay em dọn dẹp nhá. Hay là mẹ làm? Cả chị dâu với em nữa. Cả chị dâu với em nữa? Ừ. Ừ. Nhưng mà cũng có thể tạm tính cô này cũng đảm đang. Ừ. Nào, thế bây giờ làng còn có gì hay không? Đưa anh đi chơi đi. Đi chơi đâu? Quanh làng. Xung quanh à? Hả? Xung quanh bạn á. Cái gì? Xung quanh bạn em. Cái gì cơ? Đi xung quanh bạn em. Hay ừ, đi nữa. Đi quanh làng ấy. Đi thì đi. Có bạn nào sinh không? Có chứ. Có. Ờ, đưa anh tới chơi một tí. Cắm nhà hoa xong rồi. Bây giờ anh nhạy muốn đi chơi một chút quanh làng nữa. Em nhà nuôi nhiều gà không? Có chứ. Thế tối là quyết định bắt gà mới ăn nhỉ? Hả? Chắc chưa? Để anh còn biết đường nè. Anh ở lại nè. Hử? Ừ. Chắc chưa? Để anh còn biết đường anh ở lại. Thì ở lại đi, ở thôi. Thì ở lại thì ở thôi á. Ừ.
chả có tí nhiệt tình nào đây. Phải là anh ơi, anh đi đường xa để rồi anh tối nay anh ở lại ăn cơm với em kiểu thế. Nhá, nói lại thế nào. Anh ơi. Không, em không nói em nghĩ ngại. Không, thì đấy ví dụ lần sau mà gặp chàng trai khác ấy, còn tán được người ta đúng không? Ngại à? Ngại. Ờ thôi đi. Chơi tiếp nào. Thì đây bạn nào xinh nhất? À, những người xinh thì người ta đi làm hết rồi. À, chỉ có mỗi em nữa thôi đúng không? Em với một em gái nhà này nữa. À thế à? Ừ. Đi, chơi tiếp đi. Ta có lấy một bút. À, chuẩn bị đi tắm rồi. Lấy một bút sao? Đây là bạn em muốn giới thiệu cho anh nha. Ừ, à, em gái. Em gái của em à? Ừ. Ừ, nhưng mà em ấy đang chuẩn bị đi tắm rồi. Ít lễ ước à mua. Em tên là gì? Em tên Doa. Doa à? Vâng. Còn đi học không? Không. Đi học với lớp mấy? Lớp 5 rồi. Học lớp 5 nè, thế sao lại bỏ? Không muốn học cơ. Không muốn học á? Vâng. Thế muốn lấy chồng hay như nào? Không. À, chỉ là không muốn học thôi. Vâng. Ừ. Thế có người yêu chưa? Chưa. Chưa có người yêu à? Vâng. Anh thấy trai làng nó đi tán ở chỗ khác rồi nhỉ? Có trai làng khác đến tán làng mình không? Không. Không có à? Nói chung là anh thấy có vẻ những bạn gái ở đây bỏ học khá là sớm. Hả? Ừ. À thôi đi tắm đi. Vâng. Ừ. Trong... Thôi đi tắm đi. Tỏ ngỡ ạ. Đi tắm tiếng Mông nói như nào? Đà đệ. Đà đệ. Ừ. Ờ thôi đi tắm đi. Vâng. Tắm xinh một tí gặp nhau nhá. Ừ, ok. Ừ, tôi đến đúng lúc giờ em mới đi tắm. Chua chua ớt muốn đại đệ. Tổng lắm á. Tổng á. Tổng á. Mũ. Ơ lên mũ. Tốt kìa. Tốt kìa. Lên mũ. Lên mũ. Lên mũ. Lên mũ. Không để bạn đi tắm à. Mũ kìa. Trăm mùa. Trăm mùa là xấu hổ đúng không? Cha mùa ở. Cha mùa. Cha mùa. Ừ đúng rồi. Cha mùa. Thôi để bạn đi tắm đi. Mù anh còn rùa có đi tao lại đây còn định tổng đi. Mù hai thế cho mù lấy mù sao vừa tí nào. Phải. Cha mùa. Ây. Ây là. Mình mới là, đang là bạn thôi nhá. Mình mới đang là bạn thôi nha. Tôi mà cũng khỉ nổ nè. Nè nhá, cho cậu sánh thả lộ. Rồi, 247 lộ. Ừ, cho nước mẹ. Cái này hình như là không thi đấu thì phải. Chỉ là cứ đập được vào nhau thì là đập thôi. Chứ còn không có cái hình thức thi đấu để xem bên nào là người chiến thắng thì phải. Đây, đã đến lượt chú à. Chú thua à, chú phải ấy à. Rồi, ok, chơi. Ui giời ơi, thế thì còn gì là tôi nữa hả anh ơi? Anh đập như thế thì tôi còn ra cái gì nữa? Đây, để đây đứa nào nói tiếng Kinh giỏi nhất? Ừ. Chú, đây ra chú nhờ, chú bảo, chú cho, trò này hay cực. Chú cho tiền đi mua cái hộp kẹo ở trong kia, hộp kẹo 50.000 này. Thích không? Có. Đấy, chú chỉ hỏi là thế cháu học lớp mấy? Cháu lớp 5. Lớp 5 à? Thế là ở lớp là được học sinh mức độ nào? Khá giỏi hay trung bình? Ừ? Hả? Không trả lời được à? Nè chú cho tiền đi mua hộp kẹo 50.000 này. Xong là mấy đứa ăn chung nhá.
Ừ. Để anh ra vào quán kia mua nhé. Thế cháu học lớp mấy rồi? Lớp 4. Lớp 4 à? Ok. Đây mấy anh em chia nhau nhá. Đấy, thằng này có vẻ là thông minh rồi. Trời ơi. Thì tất cả chạy hết lên đây để xem chú ấy hả? Chú cất đi rồi, chú cất cái máy bay đi rồi. Đi, một chế, một chế. Một chế. Một chế, một chế. Đúng là trẻ con nó luôn luôn hiếu động, hiếu kỳ. Đấy. Chạy bụi mù lên. Ô, từ từ thôi. Từ từ, từ từ. Thôi, tối rồi, muộn rồi, một chế thôi, về nhà thôi. Đứa nào về nhà đấy thôi, không chơi nữa. Về tắm rửa, ráy chân tay, thay quần áo. Tối còn ăn cơm, học bài đi ngủ. Mà mấy đứa có học bài buổi tối không đây? Có. Có thật không? Chắc không? Một cộng một bằng mấy? Hai cộng hai bằng mấy? Bốn. Bốn cộng bốn bằng mấy? Tám. Tám cộng tám bằng mấy? Sáu. Mười sáu cộng mười sáu bằng mấy? Ba. Ba hai cộng ba hai bằng mấy? Ba hai cộng ba hai bằng mấy? Sáu tư cộng sáu tư bằng mấy? Sáu tư cộng 120. 120 cộng 120 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? 240 cộng 240 bằng bao nhiêu? 120. Cái gì? Bằng 120 á? Sai rồi. 240 cộng 240 cơ mà. 240 cộng 240 cơ mà. Bằng 400. 400 bao nhiêu? 180. 180. 180 cộng 480 bằng bao nhiêu? 920. thế nhưng mà chú chỉ trêu với thôi, nhưng mà như thế là giỏi rồi, rất là yên tâm rồi. Sắp này đấy cho gọn vỏ vào nhá. Cho vỏ gọn vào. Chị khám phá như là con bên ngoài của cha như này thì có lẽ là cũng là cái máy là được. Anh đã đi một vòng về rồi. Gia đình đang ăn mía à? Chào cô. À thấy phở lai ca mà. À, chào chú ạ. Vâng. Anh vâng. Anh đi về nhá. Bye bye gia đình nhá. Đi về á? Ừ. Ngủ đây mai về đi. Thôi, chắc là không ngủ lại được nữa rồi. Cái là YouTuber tên như thế nào? À đây, YouTuber thì tên ở đây, không phải ở đấy, đấy là máy quay. Ừ. Cái hoa đâu rồi? Hoa đâu rồi? Con nó đông lên mạng thì mới xem được, mới biết xem. Ờ đúng rồi, hoa đâu rồi? Hoa đâu rồi? Đi tắm rồi. À đi tắm rồi à? Cái xe ô tô trên kia của anh à? Đúng rồi ạ. Bây giờ... Phở lơ căn trong bạn nó đẹp không? À đẹp lắm. Hôm nào phát sóng thì... Chăn nghìn đúng không? Ờ, hay chăn nghìn đúng không? Thôi nếu mà đấy đi tắm thì thôi chắc là anh cũng xin phép đi về đây. Vâng. Ừ, thế cảm ơn anh quê đó. Mình ở Hà Nội. Hà Nội á. Ừ.
Cháu xin phép chú nhá, cháu chào gia đình ạ. Vâng. Cảm ơn gia đình, cảm ơn mọi người. Tại tối quá rồi. Vâng, đi ra đường đi ra xa quá. Cháu cũng chưa biết được, cháu cứ ra ngoài đã. Vâng. Vâng. Thôi có dịp khác thì cháu vào chơi với gia đình sau. Vâng. Thôi anh đi nhá. Cho anh gửi lời chào tới Hoa nhá. Ok. Rồi. Thế là không gặp được cô gái chăn dê rồi, nhưng mà thôi, có lẽ là để dịp khác chúng ta sẽ tới đây. Có khi lúc tới đây em ấy cũng lấy chồng rồi cũng nên mà. Ôi ơi ơi ơi, trời ơi mấy cái thằng này. Con bò gì mà nóng tính thế nhỉ? Con bò nóng tính nhỉ? Con bò gì mà nóng tính thế? Bò rất nóng tính. Ôi ơi ơi, con bò gì mà nóng tính thế? Tôi muốn ăn cháu cái giò này. Nó sợ thôi. Thôi đi. Về đi. Mấy đứa về đi nhá. Đứa nào về nhà đấy đi nhá. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye.